Rồi đây nha, đây là khu vực công viên nước nha. Đây là khu vực công viên nước này. Để quay cho cô chú anh chị và các bạn coi, đây là khu vực công viên nước cũng đang được trang trí. Tất cả bây giờ đang được các hoạt động trang trí đường xá đang được thực hiện và chưa xong nha, chưa hoàn tất, cho nên là chúng ta đây là quay cái tiến độ cho cô chú anh chị và các bạn coi thôi nha. Quay cái tiến độ công việc trang trí đường xá cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta thấy được. Khi nào hoàn thiện thì kênh Lan Thanh Sông Cầu tiếp tục quay lại cho cô chú anh chị và các bạn coi nha. Rồi đây trước mặt đó là, rồi trước mặt đây thì chúng ta thấy là có một cái nhà vườn, có một cái nhà vườn thì đã chở mai về đây rồi. Đây chúng ta xem một chút đây nha, đây thì có một nhà vườn đã chở mai về đây rồi. Wow, mai hôm nay đẹp quá. Đây nha, đây chúng thấy là có một nhà vườn đã chở mai rồi này. Đây mai rất là đẹp nha. Để quay lại cho cô chú anh chị và các bạn coi một chút nha. Đây có một nhà vườn đây cũng tới mấy chục cây mai vậy, đã được trưng bày tại khu vực bán mai tại đây, công viên tại công viên trung tâm. Chào anh Kiệt. Đây là mai rất là đẹp nha. Để quay cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta coi một chút nha. Cây mai rất là đẹp. Đây. Không biết là giá cả như thế nào nhưng mà ở đây thì mai năm nay bốc rất là lớn. Đây ta coi đây, đây quay cho cô chú các anh chị và các bạn chúng ta coi một chút về tổng thể mai này. Chắc chắn là ngày nay ngày mai sẽ còn nhiều nha, sẽ còn nhiều. Đây đó. Để cho cô chú các anh chị và các bạn chúng ta xem một chút nha. Đây là mai nha, đây là nhà vườn đầu tiên chở mai về đây. Rồi, chào các em, về coi nha, về coi nha. Đây, nhà vườn đầu tiên chở mai về đây. Anh cho kênh Lăng Thanh trong cầu hỏi một chút là cái giá mai năm nay nó có dao động lên xuống so với năm ngoái nhiều không anh? Năm nay nó giá không? Do gì năm nay là cây nó bị hư nhiều quá. À. Giá nó là cao, nhà vườn nó bị cao. Dạ, thì đúng rồi, năm nay thời tiết đã khắc nghiệt hơn đúng không anh? Ừ, cho nên là giá mai năm nay sẽ dao động lên hơn so với năm ngoái đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh. Em kênh Lăng Thanh Sông Cầu ạ. Rồi theo như anh chủ nhà vườn đây chia sẻ là giá mai năm nay sẽ biến động tăng hơn so với năm ngoái, bởi vì năm nay thời tiết rất là khắc nghiệt cho nên là nhà vườn trồng không được đạt năng suất như là năm ngoái nha. Cho nên là chắc chắn là giá mai năm nay sẽ có biến động tăng. Thôi thì một năm có một lần, chúng ta có nhu cầu chơi mai thì chúng ta cứ bỏ ra một số tiền nhất định để chúng ta mua những cây mai ưng ý về chơi Tết, về quanh năm có một lần. Bây giờ thì xa xa chúng tôi cũng thấy là một số cửa hàng cũng đã về rồi. Chúng ta tiếp tục nha. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đây là một nhà đơn vị tiếp theo này. Ở đây thì mai thì lại nhiều chủng loại, nhiều size, lớn có, nhỏ có. Và thêm vào đó thì có một số các cái loại cây khác. Chào anh, năm nay ở bên này đúng không anh? Ồ đẹp quá. Đúng cây mai năm cánh luôn á. Ở đây là mai năm cánh này. Mai năm cánh là mai truyền thống nha. Mai năm cánh là mai truyền thống ạ. Ồ chào anh Cánh. Thấy anh Cánh ở đây lại liền chứ đâu phải đơn giản đâu. À, tranh thủ cập nhật cái thông tin mới nhất cho bà con. Cập nhật. À, mai năm cánh. Đây. Đây cũng năm cánh luôn này. Rồi đây năm cánh nha, mà được cái bộ đế là rất là kinh khủng nha. Chơi mai là chúng ta vừa chơi nó đẹp cái thân luôn, đẹp cái đế luôn, chứ không chỉ đơn thuần là chỉ chơi cái không. Rồi hôm nay là rất là đông rồi nha, hôm nay rất là đông. Ta coi này, wow, tình hình là chợ mai, chợ cây cảnh năm nay rất là phong phú và đa dạng. Đây để cho cô chú coi này, cái cây này kinh khủng chưa? Cây này là cây dúi. Cây dúi đã được chủ nhà vườn đây. Cây dúi đã được nhà vườn chế tác ra rồi. À đã cho thấy sự phong phú và đa dạng trong các cây cảnh đã đem lại cho con người chúng ta có những cái tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp. Mong rằng sẽ mang lại được sự hài lòng cho bà con, những vị khách rất là đáng kính.
kính yêu của các nhà vườn nha. Chúng ta chỉ bằng những cái kinh phí mà chúng ta bỏ ra thì chúng ta sẽ được sở hữu nó, sở hữu suốt đời nha. Bây giờ chăm sóc và chúng ta có thể chỉnh sửa theo cái sở thích cá nhân của mình. Đây này, chúng ta thấy này, những cái cây là đẹp kinh khủng. À, những cây đẹp kinh khủng đã được các nhà vườn trưng bày về chợ Mai, chợ Hoa Xuân, thị xã Sông Cầu rồi. Đang chờ đón những chủ nhân mới của những chậu mai này nha, những chậu cây cảnh này nha. Đang chờ đón chủ nhân mới của nó. Chúng ta thấy chưa? Rất phong phú, rất đa dạng và phải nói là rất là đẹp. Rất phong phú, rất đa dạng, rất đẹp nha. Tiếp tục các xe này vẫn tiếp tục về rất là nhiều. Đây cây này đang được các nghệ nhân, thôi chúng ta cứ gọi nó là nghệ nhân đi, những người mà sáng tạo mai á. Đây chúng ta thấy đây rất là nhiều size khác nhau nha, size mai khác nhau đây. Đó, rất là đẹp. À, chúng ta thấy đây không, đẹp lắm luôn đó nha, rất là tuyệt vời chưa. Đó, đi bài nha. Đó, rồi nếu như ngày mai nữa thì chắc chắn chợ Hoa Xuân thị xã Sông Cầu ngày mai sẽ rất là tấp nập và rất là nhiều. Rồi chúng ta đến với nhà vườn tiếp theo nha. Nhà vườn tiếp theo đây vẫn là rất là nhiều mai đây. Ồ, hôm nay thì sự đa dạng phong phú mai ở đây. Đây mai để phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão đây. Đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta coi nha, rất là đẹp. Đây, mai là y xì mai luôn nha. Đó, có cái cây mai này. Đây cô chú anh chị coi đây, đây có phải là một tác phẩm nghệ thuật không ạ? À? Đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, y xì. À, đây là bonsai này, đây là mai loại size nhỏ này. Đây rất là phù hợp cho chúng ta để như các cái bàn làm việc đây cũng được. Đây, rất là đẹp nha. Đây, đẹp lắm luôn nha bà con. Chúng ta có thể bỏ ra một chút kinh phí để chúng ta sở hữu về, chúng ta chơi xuân vui xuân đón Tết nè. Các nhà vườn đã tập kết về trước khu vực chợ Hoa Xuân thị xã Sông Cầu rồi. Bây giờ chỉ chờ đợi các chủ nhân thôi. Chúng ta tới chúng ta mua về để chúng ta chơi Tết. Chào em, chào anh ghi hình một chút. Rồi. Anh ơi, cái mai năm nay cái giá nó có gì biến động so với năm ngoái nhiều không anh? Thì nói chung là cũng tương đối ổn anh. À, tương đối ổn. Có nghĩa so với năm ngoái là cũng không có biến động nhiều đúng không ạ? Yeah. Anh là đơn vị đâu ạ? Em ở Sông Cầu ạ. Anh Sông Cầu, rồi cảm ơn anh. Rồi theo một nhà vườn chia sẻ là giá mai năm nay tương đối ổn so với năm ngoái nha, thì cũng không có biến động nhiều so với năm ngoái. Đây cũng là một cái niềm vui cho bà con nha, chúng ta có nhu cầu chơi mai này cứ yên tâm về cái giá cả năm nay cũng không có gì biến động so với năm ngoái nha. Đây, ở đây là cái nhà vườn ngay bên cạnh nhà thi đấu nha, nhà thi đấu ngay cạnh công viên nước. Chúng ta đi về phía chợ cái góc chỗ tòa thánh cao đài đó, thì chúng ta thấy đây nhà vườn đây đã trưng bày rồi, tập kết về đây rồi. Nếu như bà con chưa có nhu cầu mua bây giờ thì chúng ta xuống tay xem nha, để lấy cái không khí những ngày xuân và chúng ta nghĩ thì chúng ta mua về chơi sớm. Đây đẹp chưa, y xì không, quá đẹp nha. Rồi đẹp quá luôn ạ. Và bên cạnh mai thì có rất là nhiều các cái chậu cúc đây, cũng được nhà vườn trưng bày về đây để phục vụ bà con vui xuân đón Tết rồi nha. Hôm nay là 21 tháng Chạp âm lịch. Chúng ta chỉ còn 8 ngày nữa là đến với ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Và những chậu mai như thế này sẽ về với từng gia đình để chúng ta trưng bày, trang trí cho ngôi nhà của mình thật là ấm áp lên. Đây chúng ta thấy đây. À, những ngôi nhà, à, những chậu hoa cúc. Những chậu hoa cúc này, ta thấy đây. Đó, những chậu hoa cúc. Rồi, hy vọng rằng là bà con chúng ta sẽ lựa chọn cho mình được những chậu cúc ưng ý nha.
chảo cúc, chảo mai ưng ý để chúng ta về nhà phục vụ cho gia đình của mình trong những ngày Tết. Và bây giờ chúng tiếp tục nha, cùng với Lang Thang Trong Cầu đi tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất của chợ Hoa Xuân thị xã Trong Cầu năm 2023 nha. Rồi đây là tại một cái góc đường của trường Phan Đình Phùng nha, thì cũng có một nhà vườn đã trưng bày mai đây rồi. Đầu tiên là chúng ta coi mai size nhỏ một chút nha. Đây là mai size nhỏ này. Chúng ta bỏ những cái góc làm việc rất là xinh xắn của mình này. Đây size nhỏ đây. Chúng ta chưa quan tâm đến giá cả nha. Nhưng mà chúng ta coi những cái độc đáo từ những cái cây mai mà được các nhà vườn đã trưng bày về đây để chuẩn bị phục vụ cho những ngày Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền. Dạ dạ. Rồi theo chú nhà vườn ở đây, chú nói là 2-3 bữa nữa quay mới đẹp, bởi vì 2-3 bữa nữa thì mai bắt đầu bung búp ra thì chúng ta mới thấy được cái sự độc đáo của cây mai. Độc đáo của cây mai đối với Trung và Nam Bộ thì cây mai là một trong những cái mà biểu tượng cho ngày Tết. Có cái bông mai trong nhà. Bonsai đâu anh? Mới mình đỡ trên đông, đỡ trên cao. Đây bonsai này, có bonsai này. Wow, đây. Chúng ta xem này, độc đáo từ bonsai đây. Bonsai hay đó. Kinh khủng. Đây. Chúng ta thấy chưa? Quá đẹp rồi. PC rất là đẹp nha. Đây bonsai từ mai đây, những cây mai mini rất là độc đáo. Rồi 2-3 ngày nữa thì cây Lang Thang Trong Cầu cứ liên tục cập nhật nha, để cho cô chú anh chị các bạn, nếu chúng ta chưa có thời gian thì chúng ta vẫn theo dõi cây Lang Thang Trong Cầu để chúng ta về đây để chúng ta mua nha, hợp lý từng khu vực một. Đây 2-3 ngày nữa thì mai sẽ bung búp ra nha, thì rất đẹp. Đây. Rồi chúng ta thấy đây. Rồi hôm nay thì chưa, các nhà vườn thì chưa về được đông đủ lắm nha. Chắc chắn là ngày mai sẽ đông đủ hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta tiếp tục đi các cái gian hàng mai khác nha. Rồi tiếp tục với cái đường Cha Thay. Với cái đường mà trước trường Phan Đình Phùng thì chúng ta đã thấy cũng có tiếp tục một nhà vườn tiếp theo đã mang cây cảnh về đây rồi. Đây. Đây chúng ta thấy đây. Tiếp tục nha. Rồi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật hàng ngày diễn biến mai tại chợ Hoa Xuân thị xã Trong Cầu hàng ngày để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta biết được. Đây nha, đây là nhà vườn tiếp theo. Nhà vườn tiếp theo đã mang cây cảnh. Chào cô. Con quay lại một chút ạ. Đây nha. Tiếp tục nha, nhà vườn tiếp theo đã mang cây về đây rồi. Chúng ta sẽ xem nha. Cho con đi trước chút nha. Cô lại đi xem, lại cô mua hay là cô bán nè? Cô bán. Đây là cô bán. Chắc có lẽ là 2-3 ngày nó bung cái búp ra thì mới đẹp nha. Đây thì cũng vậy, phần lớn tất cả các cái mai đem về đây thì 2-3 ngày nó mới đẹp được. Đây chúng ta thấy này, cũng có cây đã bung rồi, cũng có cây đã bung búp rồi. Rồi chúng ta thấy đây, cũng có những cây mai. Mặc dù với thời tiết khắc nghiệt nhưng mà mai vẫn cứ nở nha. Vẫn cứ nở để cho mỗi gia đình chúng ta có mùa xuân ấm áp. Rồi chúng ta thấy này, đẹp quá đẹp luôn ạ. Đây nha. Cô anh mà biết được một cây mai mà lớn mà đẹp như thế này được khoảng bao nhiêu tiền cô? Đây. Mấy triệu à? Rồi, như cái cây đây là dao động từ 7 triệu tới 8 triệu nha. Như cái cây đây theo cô chủ nhà vườn nói là dao động từ 7 tới 8 triệu đây. Quay tổng thể cho chúng ta thấy được cái cây mai khoảng 7-8 triệu đây nha. Đây tiếp tục đây. Đây chúng ta tiếp tục nha. Đây. Đó. Rồi. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn chúng ta theo dõi nha. Hãy like, share và đăng ký kênh
để các cái thông tin mới nhất về chợ hoa xuân thị xã Sông Cầu năm nay sẽ được đến với cô chú, các anh chị và các bạn nha. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trên kênh Lang Thang Sông Cầu nha. Cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt.